Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Tiểu sử Hoa hậu Jenny Phương Phạm. Tên thật của cô là Phạm Vũ Phượng Hoàng, biệt danh của cô là Jenny. Ngày sinh mùng 3 tháng 7 năm 1985, 32 tuổi. Nơi sinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Số đo 3 vòng là 866886. Chiều cao của cô là 1,72m. Màu mắt là nâu, màu tóc là đen. Cân nặng của cô 51,5kg. Chủng tộc thuộc châu Á. Danh hiệu đạt được Hoa hậu Việt Nam miền Nam California vào năm 2006, Miss Việt Nam Miss American Top Model, Á hậu Miss Việt Nam USA, Hoa hậu Miss Asia USA vào năm 2005. Năm 1988, cô đã theo cha mẹ qua Mỹ định cư và sinh sống ở quận Cam, California. Sau khi cô tốt nghiệp trung học cùng với số điểm 3,9/4, Jenny Phương Phạm đã bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng những buổi chụp hình cho một tạp chí, biểu diễn thời trang cũng không làm cô quên trách nhiệm học hành. Ba mẹ tôi rất xem trọng sự học, cho nên dĩ nhiên cũng sẽ lo rằng tôi bị phân tâm. Thế nhưng mà tôi làm cho ba mẹ yên lòng với kết quả học tập tốt, cô tâm sự. Cô đang theo học ngành dược của Đại học California. Ngoài ra, cô còn theo học ngành tâm lý học. Đời tư của Hoa hậu Jenny Phương Phạm. Cô kết hôn với nam ca sĩ Quang Dũng năm 2007 sau khi tham gia vào đóng phim Những chiếc lá thời gian, đạo diễn Lê Cùng Bắc. Nhưng từ năm 2009, cô và ca sĩ Quang Dũng cũng đã chia tay và cả hai đang cùng nhau chăm sóc con trai Bảo Nam. Phim truyền hình Tiếng Dương Cầm Trên Biển 30 tập, Những chiếc lá thời gian, bộ phim đã gắn kết cô với Quang Dũng. Xin thề anh nói thật. Cuộc sống thực của Jenny Phương Phạm sau khi cô kết hôn lần hai với chồng đại gia, không như các người đẹp khác thường lui về để chăm sóc gia đình sau khi đã kết hôn cùng với chồng đại gia, thì Jenny Phương Phạm lại lao vào công việc cũng không ngừng nghỉ khiến cho nhiều người kinh ngạc. Jenny Phương Phạm với hai cuộc hôn nhân ồn ào. Jenny Phương Phạm đã đăng quang Hoa hậu châu Á ở Mỹ năm 2006. Ngày ấy thì cô sinh viên ngành dược của Đại học California đã khiến cho giới truyền thông và phía công chúng chú ý bởi một gương mặt đẹp và một hình thể quyến rũ. Đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng mà hiện tại nữ MC giọng hát Việt nhí vẫn còn giữ được thân hình quyến rũ như thời còn thiếu nữ. Không những thế, nhan sắc của cô cũng còn có phần mặn mà và đằm thắm hơn. Vào năm 2007 thì đám cưới của chàng nam ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu châu Á ở Mỹ Jenny Phương Phạm diễn ra đối với sự bất ngờ của cả giới truyền thông và dư luận. Chuyện tình đẹp của họ cũng luôn luôn nằm trong một tiêu điểm và cũng là mơ ước của nhiều người. Sau khi chia tay, cho dù không nêu rõ lý do nhưng mà họ có nhiều hơn đôi ba lần lên trên mặt báo nói về nhau cùng với những tiết lộ không ngờ. Cuộc ly hôn của họ đã diễn ra trong điều tiếng và trở thành đề tài bàn tán rất xôn xao trong suốt một thời gian dài. Cũng không thua kém gì với lúc công khai quen nhau. Từ khi Jenny Phương Phạm đã lên xe hoa lần hai thì mối quan hệ giữa cặp đôi vàng một thời vừa mới có phần được cải thiện. Hiện nay khi vợ cũ đang hạnh phúc cùng với gia đình mới thì Quang Dũng vẫn còn khá thầm lặng trong chuyện tình cảm. Đức Hải, tập 2 của Jenny Phương Phạm chính là một doanh nhân và công việc luôn bận rộn. Doanh nhân Nguyễn Đức Hải chính là con cả trong một gia đình trí thức rất có tiếng. Cha anh chính là tiến sĩ khoa học, mẹ là cô doanh nhân Trương Thanh Thanh, giám đốc FPT thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã từng thi đỗ cả 3 trường đại học và cũng đã lấy bằng quản trị kinh doanh ở Đại học Georgetown, Washington, DC, Mỹ. Khi trở về Việt Nam kinh doanh, anh cũng đã được xếp vào hàng đại gia. Cuộc hôn nhân đối với Jenny Phương Phạm là một cuộc hôn nhân đầu tiên của anh. Dù cho chưa từng làm cha, nhưng mà
Đức Hải lại tỏ ra thấu hiểu và cũng gần gũi với Bảo Nam, đứa con riêng của Jennifer cùng với Quang Dũng. Dù cho bận rộn nhưng mà mỗi khi rảnh rỗi, Đức Hải vẫn còn thắp tùng vợ đến những sự kiện của làng giải trí. Ngược lại, Jennifer cũng đã dành nhiều thời gian chia sẻ cùng với các sở thích riêng của chồng như là câu cá, đánh gôn. Cho đến nay, Jennifer Phạm cũng đã sinh cho Đức Hải hai người con, một gái và một trai. Khi vợ đã sinh con, anh cũng không nề hà việc gì và thay vợ chăm sóc con nhỏ. Khi nhìn vào cuộc sống bề ngoài của Jennifer Phạm thì có thể nói là sẽ không còn gì viên mãn hơn. Bất ngờ đối với cuộc sống sau hôn nhân lần hai. Lấy chồng đại gia nhưng mà Jennifer Phạm không như là nhiều người đẹp khác đã rút lui khỏi làng giải trí để hưởng thụ cuộc sống viên mãn. Cô vẫn còn tất bật chạy show và làm việc cũng không ngừng nghỉ khiến nhiều người phải kinh ngạc. Thậm chí là tần suất làm việc của cô còn nhiều hơn cả lúc chưa lấy Đức Hải. Ngay cả khi cô đang mang thai thì với một ngày làm việc của cô cũng đã diễn ra vô cùng bận rộn cùng với lịch trình dày đặc. Nhiều người cũng không hiểu được vì sao đã làm giàu đại gia rồi mà Jennifer Phạm lại còn tham công tiếc việc tới như vậy. Khi được hỏi vì sao cô không ở nhà để làm hậu phương chăm lo cho gia đình để việc kiếm tiền chồng lo, Jenny đã khẳng định dù cho lấy chồng giàu cỡ nào thì người phụ nữ vẫn còn phải có sự nghiệp riêng, không thể nào sống dựa hoàn toàn vào người chồng được. Người phụ nữ rất cá tính và giỏi giang là một người phải biết cân đối gia đình và cả công việc của bản thân. Không có ai muốn mình trở thành một gánh nặng của người khác. Chính vì thế, hai vợ chồng nên cùng với nhau gánh vác, chia sẻ, không chỉ là công việc trong gia đình mà cũng còn cả ngoài xã hội. Bản thân tôi cũng luôn không muốn mình sẽ trở nên thụ động và chỉ dậm chân tại chỗ cùng với cái nhìn hạn hẹp để rồi làm ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân. Còn bảo vệ hạnh phúc cho gia đình thì không chỉ riêng tôi mà với bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ luôn cố gắng để làm được. Về điều này thì vai trò của người đàn ông cũng đã rất quan trọng. Vợ chồng song hành cùng với nhau trong mọi hoàn cảnh thì hạnh phúc của gia đình mới luôn được vững vàng. Thế nhưng mà cũng có thể sẽ không phải là như vậy. Jennifer Phạm vốn là một người thông minh, cũng lại từng trải qua hôn nhân đổ vỡ. Có lẽ cô cũng đã rút ra được những bài học cũng không thể quên trong cuộc sống. Jennifer Phạm thì giờ đây có lẽ sẽ không dám tin vào bất cứ ai, bởi vì tình yêu nào rồi cũng tới lúc nguội lạnh hay khó mà nói trước đã được điều gì. Chính vì thế việc kiếm tiền cũng không bao giờ là thừa thãi hay là thiếu quan trọng cả. Hơn nữa, có lẽ vụ việc này sẽ giúp cho cô chăm sóc con tốt hơn, tự chủ được nền kinh tế, cũng không phải dựa dẫm vào ai, cũng chính là nước cờ thông minh giữ được hạnh phúc cũng như tạo hình ảnh đẹp cùng với dư luận của Jennifer Phạm. Jennifer Phạm cùng với dàn người đẹp diện váy đơn sắc. Jennifer Phạm đã diện váy trắng khoét tay và cổ sâu của nhà thiết kế Xuân Lê dưới khí trời se lạnh, thời tiết Hà Nội vào chiều 8 tháng 12 khoảng 18 độ C. Người đẹp đã tâm sự cuối năm chính là thời điểm cô bận rộn chạy show và dự sự kiện nhất. Jennifer Phạm đã được ông xã Đức Hải và gia đình hỗ trợ chăm sóc nhà cửa và với con cái mỗi khi đi xa. Mỗi lúc sắp xếp được lịch làm việc thì người đẹp đều cố gắng để bù đắp cho các con bằng những chuyến du lịch. Không có ai quá bận rộn khi mà muốn làm một việc gì đó. Đối với tôi, gia đình thì luôn là ưu tiên số 1, cô nói. Về bí quyết giữ gìn cho vóc dáng sau khi làm mẹ, cô đã tâm sự. Việc sinh nở đã ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của người phụ nữ. Tôi đã bị áp lực lớn vì là một người con của công chúng. Do đó thì ngoài việc chăm sóc da, tôi cũng còn tập gym thường xuyên để có một vóc dáng thon thả. Mỗi ngày tôi đã tranh thủ lúc các con đi học để thực hiện một số bài tập đơn giản.
you.